Dạ, Hoa Hồng Đen xin chào tất cả các anh chị trong và ngoài nước đang theo dõi kênh Hoa Hồng Đen. Lời nói đầu tiên thì Hoa Hồng Đen xin chúc cho tất cả các anh chị thật nhiều sức khỏe. Tất cả các anh chị ở xa thì một năm mới bình an và may mắn, gia đình đều khỏe mạnh phát tài. Còn mấy anh chị ở đây thì gần Tết em chúc luôn. Dạ, thì ngày hôm nay em làm cái video clip này thì em muốn báo với cả nhà một tin vui là trước đây một ngày em còn gầu lắm cả nhà. Thậm chí ngày hôm nay là đi làm hồ sơ để vay một khoản vay 50 triệu á cả nhà. Tại vì gần Tết á là không phải là cố tình lên đây để nói đâu nha cả nhà. Tại vì gần Tết rồi đó thì trạm em có những cái khoản nợ mà mình mua thực phẩm này nọ rồi đó, thì em cũng có một khoản cần phải chi á, cho nên là em có vay bên gửi hồ sơ vay á cả nhà. Mình vay 50 triệu thì mình trả một tháng mấy triệu gì đó, thì trước tiên thì mình chữa lửa trước đi, rồi tới đó mình để dành mình góp sau đó. Thì nói chung là cái lúc nào cũng xoay sở vậy đó, cho nên là hồi trưa này đó em cũng có lo lắng là tại vì tới tiền của cái người phụ trạm á mà chưa có tiền trả. Thì sáng nay là chị Quỳnh Châu mở hàng, chị Quỳnh Châu ở Mỹ ấy, có cho em là 5 triệu mở hàng, đắt dễ sợ luôn. Ngày hôm nay thì em nhận được chị Quỳnh Châu nè là 5 triệu, của chị là Nguyễn Thị Hồng 3 triệu, với lại chị Lan ở Canada gửi qua kênh của anh Trọng cho em là 300 Canada đó. Thì em cảm ơn rất là nhiều, cảm ơn tình cảm của Mạnh Thường Quân Cần Sa đã dành cho em, đã đem tới số tiền kịp lúc để em có tiền để trả lương. Tại vì mấy anh chị biết rồi đó, mình không có tiền trả lương á, với lại giống như người ta làm cho mình mà tới cái ngày lãnh lương á nó cứ mông lung như vậy á, người ta sợ, giống như người ta sợ mình không có khả năng trả, hoặc là người ta giống như không có đủ niềm tin á, thì em sợ người ta nghỉ á cả nhà. Tại vì người ta nghĩ vợ chồng em làm không nổi đâu, nhiều lắm. Không phải là làm không nổi, có nghĩa là không thể nào mà chăm sóc hết được á. Tại vì nó có bé già, rồi bé con, rồi bé mới đẻ rồi này nọ đó. Nó cần phải có nhiều người để dòm ngó đồ đó đó cả nhà. Thì ngày hôm nay thì em cảm thấy em rất là may mắn khi mà có mấy anh chị giúp đỡ cho em để em yên tâm, em cầm tiền em phát lương cho người phụ trạm thì em rất là vui luôn cả nhà đó. Thì thêm một cái tin vui nữa thì cái anh mà Long Quỳnh đó, bữa hổm gửi 600 đô để em mua một tấn gạo đó cả nhà. Thì bữa đó là em gạo nó vô nhưng mà em không có để ý ngày lễ á, cho nên là tới ngày hôm nay em mới nhận được để em thanh toán tiền gạo. Thì khi mà em ra ngân hàng em nhận á cả nhà, cái người ta kêu em bốc thăm cả nhà, em trúng được 100 ngàn, hên dễ sợ luôn á. Lần đầu tiên đi ngân hàng trúng được 100 ngàn cả nhà, cười từ chiều giờ luôn đó. Thì đây là tất cả những tin vui của em. Rồi em cảm ơn cả nhà rất là nhiều đó, em cảm ơn cả nhà vì đã luôn lắng nghe tâm sự của em và luôn luôn giúp đỡ cho em kịp lúc để em có đủ khả năng em lo cho các bé, để em có đủ chi phí mà em giống như là chi trả những cái khoản để mà đừng những cái khoản tiền mà để em xây sở cái trạm. Thì em rất là cảm ơn cả nhà mình, em cảm ơn rất là nhiều. Dạ, em chúc các anh chị luôn luôn thật nhiều sức khỏe, bình an và may mắn thật nhiều luôn để giúp đỡ cho em. Dạ, em cảm ơn và xin chào tất cả các anh chị.